theo dõi, thấy là theo dõi. Và thứ nhì là phải thuận cái ý đó, có nghĩa là mình muốn học cái gì mình phải đồng ý với cái công việc đó. Và thứ ba là phải thực hành. Và đây là cái nguyên tắc mà giáo dục của Chúa. This is the Christian education and this is what Christ has taught. And in other words, you would teach people through seeing, modeling. And then secondly, you seeing, after you seeing modeling, you will learn why or how or the ideas of that. And then thirdly, the practice, là thực hành. Và đây là cái nguyên tắc mà Chúa luôn luôn giúp cho sứ đồ và tất cả những con cái Chúa thực hành. Có nghĩa là cái tên không có làm cái gì ngoài ra công việc của. Và khi mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh này, chúng ta sẽ coi kỹ đó là cái người mà họ đứng ở ngoài, họ thấy cái tên đang trình bày phúc âm đó lại. Một trong những người đó có thể là Saul. Và rất nhiều người lúc đó họ chưa tin Chúa. Cái cụ của mình chen là ai là người cha mẹ? Ai là người trẻ sẽ luôn luôn theo dõi mình? Có phải con mình không? Mình không cần nói. Nó phải nhớ nè. Ví dụ đơn giản, chúng ta cũng học thiền Chúa. Chỉ nhiên ngồi cố gắng đi học Phật thai. Có nhiều người nói mình sử dụng chắc là thiền phú, mình đang có tiền, mình đang có thể tình thiện tình nguyện đi học thiền Chúa. Không phải vậy. Tôi đi làm cho chính phủ là 25 năm kỹ sư, nhưng mà chưa đủ tuổi để về hưu. Thì họ nói với tôi là nếu mà ông nghỉ sớm là ông có nhận retire thai mang về hưu không? Mà chúng tôi chỉ cho cái diễn phúc là được bảo hiểm đó, là lifetime insurance, health insurance, nhưng mà phải trả tiền premium. Tại nên nếu mà chúng ta muốn học vị Chúa mà chúng ta muốn ảnh hưởng để mấy đứa con chúng ta theo dõi và thấy được cái tấm lòng học vị Chúa của chúng tôi đó, thì chúng ta phải thực hành. Nói cái miệng nhưng mà thật sự không làm cái việc thứ hai. Thành ra chúng tôi khẳng định chúng tôi sẽ xin nghỉ. Và đó là 2007 và chúng tôi tự xin rung cái làm tiền lương ở với chính phủ nghỉ để đi học. Có nhiều người nói là ông sử dụng chắc là có nhiều tiền retirement hay là 401k không, nhưng mà cảm ơn Chúa là họ cho mình một số tiền như cổng chừng ngàn mấy, thì cái tiền đó là trả tiền premium. Như vậy thì chúng tôi bước đi trong đường tiền. Và chúng tôi làm điều này trước mặt con của mình ở trong nhà. Và chúng tôi về Việt Nam một năm để chúng tôi hầu việc Chúa. Có nghĩa là chỉ tình nguyện thôi. And so I basically showed my kids what it means to have faith by living it out and willing to serve Jesus by going on a limb without having a job. Và đó là điều mà tôi làm. Và cảm ơn Chúa là khi con của chúng tôi, mặc dầu mình cũng vẫn dạy nó ở nhà, nó cũng hiểu, cũng nghe được lời của Chúa. Nhưng mà cái điều mà nó theo dõi và nó thấy đó là việc chúng tôi làm. Và khi nó về Việt Nam mà nó hầu việc Chúa với những người khốn cùng đó, thì nó mới biết là nó sướng quá, nó về Mỹ nó tự nó học. Và bây giờ thì Chúa chúc phước cho chúng tôi là thằng con lớn thì đang học chương trình y tá, trợ tá bác sĩ, là thằng giữa 20 tuổi mà nó ra trường làm y tá rồi kiếm tiền rồi sắp sửa mua nhà. Và thằng Úc thì mới 18 tuổi là học năm thứ 3, chuẩn bị vô năm thứ 3 trường đại học. Và đây là cái điều Chúa chúc phước, không phải là chỉ chúc phước về sự thành công của đời, không, tôi nói như vậy, nhưng mà chúc phước về thành công, về đời sống thuộc linh. Nó theo dõi, nó thấy. Thật ra cũng với mọi chị em, đừng bao giờ nhầm lẫn cái cách mà mình ảnh hưởng, mình giáo dục người khác. Chúa muốn chúng ta sống làm gương. Và làm gương là cái gì chúng ta làm trước mắt. Có thể không phải như chúng tôi là những người được sự kêu gọi của Chúa, nhưng mà ở đây cũng có tất cả những gì của chúng bà chị em vẫn có thể làm cái phần của mình. Nhưng mà cái câu hỏi là mình đang đứng trong cái vị trí và mình có để ý và mình có nhớ rằng những người khác đang nhìn vào mình. Other people are watching you. Minimally, it's your kids. It's your con.
hai là người đáng diện. Đối với ưu tiên sau lơ là người Chúa dung để giảm tư năng của Chúa. Mà nếu chúng ta đọc lại trong đoạn 6 và đoạn 7, ông giảm dẫu lắm, ưu tiên cũng biết giảm. Ông giảm đến nỗi là lên phóng nửa bà giảm chẳng chửi người ta. Ông chửi thẳng à, ông chửi thẳng, đọc kỹ đi, dẫn cho đọc kỹ. Ông chửi thẳng cho họ giận, ông đem đau với nó luôn. Nhưng không phải là bài giảng, vì cái Chúa muốn hội thánh của Chúa tái đặt ra để đi dẫn tinh thần của Chúa. Quý cụ, quý bà chị em ơi, quý vị đang ở trong thế này, mình có trung thành với Chúa trong cái chỗ Chúa đặt ở đây, mình có thấy là mình đang làm gương cho mình không? Do you know that you're a model for your kids? And if you don't be a good model, they're not going to hear you. Và tôi cảm ơn Chúa là ngay cả tới cái thời điểm này đó. Và khi chúng tôi bước ra một hội thánh ở cấp vừa xong, tôi đào tạo 7 người và chúng ta bước ra để học việc Chúa và mở trung tâm đào tạo người học việc Chúa và mở môn đệ quốc tế. Cái mục tiêu là chúng ta mở những cơ hội cho con em của chúng tôi. Và ngay cả bây giờ chúng ta tới cái thời điểm đó, sẵn cái give you an advertising, làm sell in my house, chuẩn bị là bán nhà. Bán nhà chi đi nữa, ok? Nhưng lý do là sao? Kêu nhỏ nó đi xây cái nhà. Tại vì cái mẫu hầu việc Chúa trong Kinh Thánh này rất là đơn giản. Etienne và Phi-rơ và Giăng đó, hồi xưa đó, là họ hầu việc Chúa không phải ở trong cái nhà đạo hội. Dĩ nhiên có nhà hội, nhưng hội, nhà hội là cái phụ. Cái đầu tiên đó là ở trong tư gia đoạn 2, phải không? Công vụ đất sứ đồ phần 2, họ nhóm họp ở trong nhà và họ cầu nguyện học Kinh Thánh. Và lúc đó họ chia sớ gia tài, nâng đỡ lẫn nhau. So they were serving in the house. Thật ra cái nguyên tắc của môn đệ quốc tế của chúng tôi rất là đơn giản. Đào tạo các chị thanh niên trong một vụ trung tâm người đào tạo người hầu việc Chúa, chuẩn bị cho họ đứng trong cái vị trí trưởng thành, tự mưu sinh, để rồi có những nhà cửa. Và thật sự những căn nhà nhé, ở đây thì như ai mà thật mà tôi đã ở một mấy năm rồi, đơn giản mình dùng cái community house, mình dùng những cái gì họ có đó. Giống những năm mà một vụ nuôi sâm thì lại đây một số hiền và ban chấp hành cho mượn chỗ đi dùng thì cũng có thể dùng được. Nhưng mà cái nguyên tắc quan trọng đó là ở trong cái phạm vi của gia đình của mình. Tại sao? Tại vì nếu mà chúng ta không ở trong gia đình thì người ta không thấy được mình cái người thật. Nhưng khi dễ ta vô nhà hội thì chúng ta mở ra vé rồi chúng ta đang làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà về nhà đó thì người ta mới thấy con người thật. Nhưng mà trở lại cái nguyên tắc Chúa đào tạo và Chúa giảng dạy và Chúa môn đệ hóa là chúng ta dùng trong phương pháp, thứ nhất là theo dõi và thấy, thứ hai là Chúa dùng những lời của Chúa để giúp đỡ cho chúng ta, và thứ ba là thực hành. Và nữa là chúng tôi đứng trong cái thời điểm là bây giờ sắp sửa là bán nhà. Lý do là vì cớ không phải là chúng tôi không thích chỗ đó nữa, nhưng mà chúng tôi muốn tạo cái điều kiện để con của chúng tôi có thể bước ra để nó có một cái chỗ để nó hầu việc Chúa. Thì lúc này gọi là sell by owner, như vậy thì đỡ cái tiền là realty gì đó, tôi không biết, tôi nghe nói gì đó. Thì tôi nói thôi giờ tôi cậy ơn Chúa, tôi sẽ ngày mai tôi sẽ về tôi đặt bản lên để coi Chúa có mở đường hay không. Cuối cùng chúng ta cho em thấy nhà ai cũng muốn một nhà thì thật tội biết. Nhưng đây là điều cái nguyên tắc rất là đơn giản, là Chúa dùng chúng ta và không phải dùng cái gì gọi là quy mô. Đất là đơn, rất là đơn giản. Nếu mà nhìn cái con cái của mình thì chúng ta sẽ thấy cái ảnh hưởng lớn nhất là điều chúng ta thực hành và làm được. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Và khi mà chúng ta có đức tin thật thì chúng ta sẽ sống cho Chúa. Và nếu mà chúng ta sống cho Chúa thì chúng ta sẽ bị bắt bớ. Nhưng mà trong cái bắt bớ đó thì Chúa sẽ cho chúng ta có quyền năng của Chúa để chúng ta vượt qua. Và quan trọng hơn, nó không phải là cái gì quy mô, nó là đời của mình sống trước mặt của mình. Và cái người đầu tiên họ sẽ thấy là con theo mình, và kế tiếp là những người láng giềng. Và nếu mà chúng ta có thể mở cái cánh cửa đó ra mà thấy trở lại cái căn bản đó, có nghĩa là tôi mới vào hát ở đây như thế nào. Nếu mà quý vị không có bao giờ tới nhà, tôi nhớ là một sư hiền có mời hàng tháng về nhà con một sư đàn, mà một sư vẫn không biết có còn cái swimming pool, cái hồ. Nhưng mà đó là một điều mà ta phải làm gương. Và quý cụ của ma chen cũng phải như vậy.
Và nếu mà mình có cái tinh thần đó, là cái chỗ mà chúng ta sẽ để Chúa dùng. Quý cụ của mình nghe không? Chúa dùng được không? Do you want to be used by God? Very simple. Put your trust in God. Learn His word and do what He placed before you. Tin thật Chúa, hiểu lời của Chúa, những gì Chúa dạy, cái tầm nhìn của Chúa, và cứ làm theo. Rồi những cái gì kế tiếp đó, Chúa sẽ mở. Nhưng phải nhớ một điều là Chúa sẽ gìn giữ chúng ta khi chúng ta tiếp tục trung thành với Chúa. Và cái nguyên tắc phải nhớ rằng người ta họ đang nhìn được, con mình chúng ta đứng đây.